Hello sao ngươi, vào hôm nay gặp thằng Hắc nó trong phòng. Cô mẹ nó Hắc và lục. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, thằng Hắc nó trong phòng các bạn ơi. Thằng chuẩn bị ở phải hả? Thằng Hắc nó trong phòng. Cô mẹ nó này là kích nó ra. Trời, đó nó giết ăn nè, ăn ngắt nè, cái chạy một chạy một đây đủ mấy ăn ngắt. Nó cầm dây dao nó thổ bày bổ chết rồi. Bắt cô khá gà nhưng mà không nên thể hiện trình độ, trình độ thể hiện. Ủa trời ơi, đó này thì là tôi quen thuộc rồi. Mới vô lấy đùa à? Mày đùa tao à? Đùa tao à? Kia nữa, đùa tao à? Đừng tắt nữa. Đù tao à, đù lớn thằng lục. Chiến binh 4, đây là lần tiên, đây là lần tiên chiến binh thắng zombie đấy. Trước đây thì zombie chơi khôn lắm, bây giờ chơi zombie chơi cùi ơi. Má gặp con Hắc. Thôi mình còn 14 đấy, mình còn 8 đấy. Mẹ nó quẹt quẹt quẹt. Hy sinh, hy sinh, hy sinh. Mẹ nó xâm lời. Còn mẹ nó hy sinh tiếc được lịch gì mới hy sinh tiếc được lịch gì. Bắt cù thôi là bông đi chờ qua thì... mới tập bụng. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Phép kể nghe phép được phép kể phép người ngây phân hết. Địch con mẹ tôi chẳng làm gì cả. Con mẹ vô lại chẳng làm gì cả. Con mẹ nó ra chứ. Rồi chơi tiếp. Địch con mẹ mới vô chờ. Mới vô đấy. Đùa đấy. Mẹ xui dễ sợ. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người là sao. Cô mèo xui bánh lộn.